chào các bạn, quay lại chào Bình Điền nha. Hôm nay mình rảnh mình làm cái clip mà phân biệt cá hú cá bạch sa cho các bạn. Lần trước mình có làm nhưng mà cũng lâu rồi, lúc đó cái kênh mình ít người xem lắm, sợ các bạn nhiều khi không biết ra chợ mua sẽ bị lầm nha. Nhiều người biết thì không bị lầm, mà không biết là người ta sẽ nói con cá bạch sa là cá hú, vì giá trên lệch của nó là tới mười mấy hai chục ngàn lận. Cá bạch sa rẻ hơn cá hú mười mấy ngàn lận. Bây giờ mình vô vấn đề nha các bạn. Mà làm clip mà quên xin các bạn cho mình một like, các bạn cho một like nha. Còn ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ anh, rồi nhấn chuông để nhận những video clip mới của anh. Con cá ba sa nè, đây bạn cá ba sa ở trong nước và thấy hơi khói không bạn, các bạn để ý cái mỏ nó nha. Trước tiên là để ý cái mỏ chứ đi nè, cái mỏ nó là bằng nha, mỏ nó bằng ngang nhau đó, cái mỏ nó là mỏ bằng. Rồi mình để cho các bạn coi con cá hú nè, này cá hú luôn, cá hú bự cỡ cá ba sa nãy luôn, hai con nó nhìn giống hệt nè, không khác gì hết. Nhưng mà cái mỏ bạn mua nhìn cái mỏ rồi cái đó nó khó coi quá, nó trồng bờ có coi. Cái này mình mua rồi nè, dục ra sọt nè, này là con cá hú nha nè, bạn nhìn thấy cái mỏ nó không, mỏ nó có mũi nhọn đó, thấy không đó, cá hú là nó mỏ nhọn nha, còn cá ba sa là cái mỏ nó bằng. Rồi để cái mỏ trước nha, nè cái mỏ nó nhọn ngang khúc nè, cá ba sa nãy là cái mỏ nó bằng ngang luôn, nó không có mỏ nhọn này. Với cái thứ hai là cái đuôi các bạn nhìn, cái đuôi cá hú nó nhỏ xíu à, đây đuôi nó nhỏ xíu thôi, nó suông đột theo như là cái đuôi luôn, nó suông luôn, suông đột à. Rồi giờ quan cá ba sa nè, cái đuôi nó sẽ chè bè ra luôn á, đuôi nó bè ra dữ lắm, thấy không, đuôi nó bự mà nó bè ra dữ lắm. À, cá ba sa này mình không có mua, bởi vậy mình không có bắt ra sợ chết của người ta. Cái này cái đuôi nó bè nó bự lắm nha, bự chà bá luôn á. Rồi cái đó là hai cái đặc điểm của con cá hú với con cá ba sa thôi. Rồi các bạn nhớ để ý nha, đó, cái đuôi nó nhỏ xíu à, cá hú nó đuôi nhỏ nha, cá ba sa đuôi bự. Với cá hú là cái mỏ nhọn, còn cá sa là cái mỏ bằng. Chứ ở ngoài nhìn cái hình ở ngoài là cái da nó giống hệt à, không có phân biệt được cái da. Rồi hai loại cá này mình xin ngừng tại đây nha, mình kiếm cái gì đó mình quay cho các bạn nữa. Quên nói giá với các bạn nữa, cá hú này mình đem về tới nhà nè, này là mình dập đá sống luôn chứ mình không có bơm oxy, này mình giao xí nghiệp, giá của nó là 65.000 hôm nay các bạn. Cá hú là 65, còn cá ba sa thì nó chỉ có 50.000. Cá ba sa nãy mình cho các bạn coi đó, là con này là khoảng 6-7 lạng nè các bạn, mình mua này với 7-8 lạng chứ, cái này 7-8 lạng. Đó, còn lớn nữa thì nó mắc hơn chừng 2.000, là chừng 6-7.000 các bạn. Mình mua vậy là vừa ăn rồi, bự quá thì cái bụng nó sẽ mở dữ lắm nha. Nè, cái này mình lựa là mấy con sát sát bụng vậy không nè, cá hú này nó cũng có mở dữ lắm. Rồi thôi sẵn đây nè, chị hoàn cảnh làm việc của vợ mình giờ này hết đồ luôn rồi, mình còn có một miếng cá tươi nữa rồi. Ở này cá ngân nè, cá ngân này kìa, cá ngân này thì chỉ có 35.000 thôi,
Cái ngân này, cái ngân Vũng Tàu á thì giá 35.000. Còn cái ngân Mỹ Tho thì nó mắc hơn, nó tới 45.000 lận. Ý Mỹ Tho là tới 50.000. 45 là cá Kiên Giang, bữa nay nó tới 3 loại cá rồi. 3 vùng miền lận. Ăn cá chỉ vàng luôn, cá chỉ vàng 43.000. Chỉ vàng có 43.000 thôi các bạn. Chợ cá tươi, cá tươi thì ít nhưng mà chỉ vàng nó nhiều nên giá nó cũng chuẩn chuẩn lại à. Nó cũng bình thường, nó không có lên giá nhiều. Rồi, tôm, tôm này tôm 100 con. Nay giá tới 105.000. Tôm sống. Sống mà có số chết nữa chứ không phải sống hết nha. 105.000 tôm nay mắc lắm nha. À, hết hết chai rồi, đồ nó lên. Này mình làm mình giao là phải cắt đầu nè. À, cắt đầu nhưng mà cắt chừa cái con mắt lại. Nhưng mà cắt sâu quá nó sẽ mất ký. À, xí nghiệp người ta thì người ta không có chịu vụ mất ký. Cắt vậy là đủ chỉ tiêu của người ta. Này hai hôm nay cũng không có lên xuống gì các bạn, của giá cũng 62.000 nha. Này là cái nàng lỡ. Chợ thì nó đứng chợ rồi, nó cũng không hút chợ mà cũng không ế. Chả cá thì cũng giá cũ 170.000 cho giá sỉ, 175.000 cho giá lẻ nha mọi người. À, có xài thì ủng hộ anh. Cảm ơn chứ. Cô ăn hôm nay xin kết thúc tại đây. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ. Không biết cái giúp ích được gì cho các bạn hay không. Những này là chuyện mình biết cũng đơn giản thôi. À, nhiều người biết thì bỏ qua cho mình nha. À, trong clip có gì sẽ xích thì các bạn bỏ qua cho mình. À, cảm ơn.